Anh Tượng ơi, lại leo nèo anh này. Tượng ơi, anh đang làm gì đấy? Mày không thấy tao đang làm gì đấy à? Eo em nói thật là đúng là lâu lắm rồi chưa ăn tôm đấy. Lấy lâu ra mà lâu, là từ ngày hôm qua sang ngày hôm nay là lâu rồi còn gì. Mà này dạ. Thế ngày nào mày cũng được ăn đồ ăn ngon mà sao mày không được học giỏi nhỉ? Sai nha, cái này là ăn vào mồm chứ không phải là ăn lên đầu nha. Thế mà ăn vào mồm thì nó nuôi mình, mồm mày nó không nuôi não à? Ủa thế mày giống con tôm à? Giống con tôm á? Giống con tôm là sao anh? Hả? Thế lại giống con tôm. Này dạ. Mày thử nghĩ xa xem nào. Nghĩ xa hả? À, anh nói khái nói đều em đúng không? Đều đâu? Mày anh à? Hả? Anh mới vừa bỏ cái dây điện đi ăn gì á? Thế không, tao để lại tao nấu cho mày ăn nhá. Ờ, cái đấy là bẩn à? Hả? Ờ. Không, em ăn thịt ngọt, thịt ngon chứ em ăn cái điện bẩn đấy làm gì? Thế còn hỏi? Anh Tượng ơi, anh Tượng, giúp em bê cái này về cho mẹ em với. Ờ, đợi anh tí. Ờ. Anh đi rằng anh đi làm giúp cho hắn rồi ở nhà ai, ai nấu đồ ăn ngon cho em ăn. Thì tao chạy sang tao bê giúp đồ cho mẹ ăn cái. Này, nhớ nhá, lát nữa một túi bỏ vào tủ, còn một túi để lát nữa về tao làm được chưa? Vâng. Nhớ đấy nhá. Vâng. Ở đây rồi. Cứ đi đi rồi ai làm cho mình. Hay là bây giờ mình tự nấu mình ăn nhỉ? Đúng rồi, giống như làm đúng không anh Tượng nha. Bây giờ nha, mình cứ lấy tôm rồi mình băm 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 đúng không anh Tượng, xong rồi mình đợi anh Tượng về làm. Tuyệt vời. Không được. Bây giờ mà băm mà không may mà nó mà vỡ cái thớt ra một cái thì anh Tượng lại đánh cho. Được rồi, quyết định. Bây giờ mình sẽ đi ngủ, xong rồi ngủ dậy là chắc chắn kiểu gì anh Tượng về cũng có một đồ ăn ngon. Quá là thông minh. À chà chà, hồi nãy mình vừa mơ tí nữa mình bắt được con tôm mà con tôm nó chạy mất. Ai mà anh Tượng vẫn chưa về à? Anh Tượng ơi, anh Tượng ơi, về đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi. Sao mà chả biết mà đi đâu lâu thế không biết nhỉ? Hay là đi sang nhà thằng Hoàng ngủ được một giấc rồi nhờ. Thì ở nhà mình chờ lâu lắm rồi đây. Bây giờ đói bụng, bây giờ đói bụng có cái gì ăn đâu. Bực thế nhỉ. Bây giờ kiếm cái gì ăn tạm được ta, kiếm gì ăn tạm cho anh Tượng về được nhờ. Hay là bây giờ mình đi sang nhà thằng Hoàng Béo mình tìm anh Tượng về. Không được, trời nắng lắm. Được rồi, quyết định rồi, tự nấu ăn. Được rồi, bây giờ nha, mình không cần ăn chả tôm, bây giờ mình tự luộc tôm lên mình ăn luôn anh. Ái da. Rồi. Chờ tôm chín xong tí nữa mình sẽ đi làm một tí, phải gọi là tí nước chấm 10 điểm. Kiểu gì tí nữa nha, anh Tượng với anh Tượng cũng lắc mắt cho xem anh Tượng kiểu gì cũng khen mình giỏi. Đúng rồi. Được rồi, xem chín chưa nào. Ái xà. Chín rồi, được rồi, 10 điểm. Ái xà. Tượng Béo ơi. Tượng Béo. Cái gì đây cho tô? Thằng Tượng đâu? Anh Tượng đi ra ngoài rồi. Nó tôm à? À, cái gì? À, thế là có mình mày nhà thôi à? Vâng, mình cháu ở nhà mà. Tôm thưa nhà. Hả, cái gì? À không không, lấy mày đi lấy cho tao mượn lọ thuốc nhỏ mắt cái, đau quá. Cháu không biết là anh Tượng anh cất ở đâu cơ. Thì không biết để đâu à? Vâng. Thôi cứ để đi tôm ra đây không sao hết, đứng lại đi tìm cho tao cái. Không sao không luôn, mất làm sao được mà. Này, cháu nói thật với chú nha, mấy cái con tôm này là cháu để dành cho anh Tượng rồi. Ai là để dành cho anh Tượng à? Tôm to vâng. Tươi phết nhà, cho tao xin miếng đi. Chiến một vài miếng thôi. Ở nhà chú có bao nhiêu đồ ăn ngon chứ không nấu đi chú thì bà xin vài miếng. Đây này, mắt đang đau này, có mở được đâu. Có nấu ăn được cái gì đâu, cho tao xin một vài con, tao làm miếng. Cháu cứ nhăm nheo nhỉ. Tao đuối đây này, tao đuối mày không thương đâu. Thôi được. Đây. Được rồi. Thế cho xin vài con thôi. Đợi tí. Nhỏ cũng được, chả quan trọng đâu mày. Ôi sao lại chia ra đây, chứ cắt bình yên à. Chú cứ im đi cháu xem nào.
Ai giờ này kinh nhờ, này này còn biết cả bóc tôm cho anh Tượng. Đây đây, của chú đây nhá. Sao lại để phần cho anh Tượng nhiều thế? Chú không biết là mấy hôm nay trời nắng mưa thất thường mà anh Tượng vẫn phải đi làm, anh Tượng mệt, thương anh Tượng cho. Ai giờ này ngoan bất thình lình nhờ, bảo sao trời đang nắng lại đổ cơn rông. Chú tao ăn đây. Thế gì? Hả, thế cô tao bên nào? Sao mà chú bị mắt nổ mắt xịt mà chú cứ lấy cái phần của anh Tượng nhờ? Thì mắt tao đau tao có thấy đâu. Nhìn này. Đấy tao nhìn bên trái lại gấp sang bên phải này. Đây này, tôm tao đây không không? Đây. À, đây đây à, đây à. Rồi xin nhá. Sao nó bia tí rồi? Hả? Ừ. Xin chú có ăn không? À có. Làm miếng đi. Ngon không? Ừ, ngon à. Ngon thật á? Ừ. Cháu cũng thử miếng nhá. Ê xà. Ngọt nè. Ngọt không chú? Tôm luộc mà ngọt hết. Ừ, không ngờ là cái tôm luộc mà nó cũng ngọt thế. Ừ. Sao nhà mày đến nay treo nhiều đèn thế? Ừ. Là giao lúc đâu rồi chứ? Thôi ăn đi, ăn đi, kệ đèn thì tí thắp mới sáng mà không sao đâu. Ăn đi. Nói thật là tôm luộc này nó tuyệt vời đấy nha. Ừ. Ừ. Mấy sao cửa chối là mày mưa nóng lại nhá. Thắp mưa hả chú? Ừ, mưa. Đấy nhỉ. Ngon nha. Hả? Ừ, ngon. Này, anh Tượng nhà mày đi lâu chưa? Đi lâu rồi. Ừ. Hình như nó đang về hay sao kìa? Không. À, ông về. Ông về. Ôi cho tôi. Sao tôm đỏ đĩa bên anh Tượng hết rồi? Chắc mà ăn hết chứ tao biết gì đâu. Xong chú mắt nổ mắt xịt mà chú vẫn gấp hết đồ ăn bên anh Tượng này, còn cái vỏ này. Thì mắt tao bị đau đây này, tao gấp bên này thì nó trượt sang bên này. Khổ lắm, tay tao cứ vỏ bên này này. Hả? Mắt mắt chú khổ gì à? À rồi, đau quá, ôi rồi. Ôi rồi mày lấy. Không phải đâu, nó đau từng cơn đấy, nó đau từng đợt đấy. Ví dụ mà tao gấp con tôm nhỏ không? Thì nó trượt sang con tôm to mà tao gấp bên trái nó sang bên phải, kiểu nó phải thế. Chú ăn hết của anh Tượng rồi, tí anh Tượng ấy về anh chị nói à, bắt đền rồi đâu đi, chú ăn ké rồi. Nói chung mắt tao nó đang lộn từng vèo hết, mày không đền được tao đâu. Thôi tao tạm biệt, tao về đây. Hả? Cái gì? Về chứ còn ở đây làm cái gì nữa, cảm ơn nhá. Tôm tôm ngon lắm, mai tao lại sang. Này. Mai tao sang, không phải níu. Ôi trời ơi, tôi ống rồi, em đánh Tượng cái gì nói rồi. Chú Tú. Đúng rồi, thời tiết này. Nó vận động một tí thôi mà nóng chảy hết cả mồ hôi rồi đấy. Nhà anh có nước không? Cho em thi công nước. Ừ có chứ. Mà thôi, vào nghỉ đi. Lát nữa xong bún chả là anh gọi đi. Ừ, nhà anh có nước không? Cho em thi công nước. À, cái thằng này hỏi. Vào uống thoải mái đi, nhanh lên. Ừ, em khát lắm rồi. Ừ. Mi khát. Ôi. Mi ơi. À, anh Tượng ơi. Mi nó ăn nhiều tôm quá nó đơ ra rồi này. Cái gì đấy? Nó trúng độc thật rồi anh ạ. Nãy giờ em gọi không thấy động tĩnh. Này Mi. Ôi xong rồi. Thật hay đùa ấy, nãy giờ em trêu mà không thấy dậy đánh em kìa. Này. Sao mặt mũi mày bơ phờ thế kia hả? Thì giải anh đấy. Tại anh đi chơi lâu quá đấy, rồi em đói em mới lấy tôm em luộc xong rồi chú Tú chú Sang cũng ăn hết của em. Ăn hết đĩa tôm này là mày bực thế hả? Hả? Không phải. Cái tôm đấy là tôm to mà em để dành cho anh đấy. Chú Tú buồn cười thật, đã sang ăn trực mà lại còn ăn hết phần người khác. Được rồi, không buồn nữa. Không phải, nhưng mà cái phần tôm đấy là phần tôm to em bóc sẵn rồi, em để dành cho anh. Hôm nay mà mày cũng biết lo cho phần của anh đấy hả? Vâng. Thôi được rồi, mà này. Lúc đấy mày có cất cái túi tôm vào tủ cho anh không đấy? Có, em cất một nửa nhưng dạn rồi. Thôi được rồi. Để anh làm cái món này thay đứa mày cùng ăn nhá. Ui, tuyệt vời luôn, món gì thế anh Tượng? Cái gì anh? Món gì thì lát nữa tôi biết. Để tao nói cho mày biết nha, anh Tượng người tao làm món ngon rồi mày không phải hỏi. Món gì ăn thì chả được. Ừ, đúng là anh Tượng thứ hai thì không ai chủ nhật. Được rồi, ngồi đây nhá. Không phải nên. Ừ, thấy ăn là bắt đầu ngồi dậy. Cái gì mà thấy ăn là bắt đầu ngồi dậy? Mày đi về đi. Nhà ai? Ngon. Công nhận tôm của mì luộc ngon thật. Nhưng mà mỗi tô hơi ít. Chả bỏ chinh răng. Tôi chết rồi. Quên không hỏi lọ thuốc đau mắt rồi. Cái lọ thuốc cũ thì vứt đi rồi. Bây giờ làm sao mà ra tiệm thuốc mà mua được. Hôm nay phải sang chuyến nữa vậy.
Được rồi, ăn thôi. Ôi anh Tường ơi, 10 nếm, 10 nếm quá đấy anh Tường ơi. Món bí mật lúc nãy anh tiết lộ đây hả? Đúng rồi, bún chả đây. Bún chả ngon. Thế là bún chả ngon hay bún chả ngon? Là bún chả ngon. Bún chả ngon. Là bún chả ngon mà. Bún chả ngon chứ phải là bún chả ngon. Thôi được rồi. Bún chả ngon được chưa? Cái gì mà bún chả ngon? Cứ cãi nhau. Bạn ăn đúng rồi, phải gọi ăn lô người ta sang. Thì đây thì ngồi ăn chung luôn, bạn vừa sang đến lúc ăn thì còn gì nữa. Cái gì? Cái gì mà bún chả ngon mà đau mắt đâu rồi? À, trời ơi, lại đau mắt này. Ôi mắt tao nó đau từng cơn đấy, cái nghe. Thử ngồi xuống thế nào? Đây. Úi giời, kinh nha. Ôi cái mắt tao nó đau từng cơn. Vừa nãy Trang mượn loạn thuốc đau mắt mà quên không cầm về, bây giờ Trang lấy lại này. Trang mà lại cái bún chả ngon à? À thì thằng Tượng nhà mày nó nấu, nó quạt, nó nướng bay tận sang mùi sang nhà tao kìa. Thơm lắm. Thôi được rồi, có cái cãi nhau nào. Này, bạn thưởng thức cái món bún chả của tôi xem nào. À được, này, thưởng thức thì được. À, lại hết đau rồi à? Đau. Nào, ăn thử xem nào. Chà. Bún chả ngon à, bún chả ngon. Mười nếm anh Tượng ơi. À, ngon không? Ngon nha anh ơi. Chú Tú ơi. Ừ. Thế đau mắt thế à? Ừ. Có đau đâu mà quấy. Hả? À, thế là hồi nãy là ăn tôm mà lừa đúng không? Không phải đâu, tại bún chả nó ngon quá nên là tao khai nhầm rồi, chết rồi. Thế hồi nãy cho ăn tôm rồi còn lừa là sao? Thì bây giờ nó ngon quá biết làm sao được, ăn vào cái mồm rồi chứ. Thì phải biết là cái tôm đấy cho để dành anh Tượng chứ. Đấy là do lúc đấy tao che mắt là tao gắp bên phải nó trượt sang bên trái, khổ lắm. Không biết đâu, béo. Hả? Được rồi, bây giờ nó ăn thì cũng ăn rồi, làm sao mà đòi được. Đòi làm sao được. Mà bạn ở đây nha, nhớ đấy, chưa. Sao đừng lừa bọn nó nữa nha. Anh bắt chú ơi, hôm nay ăn xong rửa bát đi. Được, chắc chắn rồi còn gì nữa. Tao rửa cho. Ăn đấy thôi, có còn chi nữa. Cái thằng kia. À thằng này nữa. Thế bạn rửa đây nó trắng được chưa? Đấy. Được, anh Tú hay lừa bọn em, anh nữa phải rửa. Mày sao vắt cái mồm xong mà ăn không, mày phải trắng với tao chứ. Đúng rồi. Cấm cãi. Thôi được rồi, bạn rửa đây nó trắng nhá. Đúng rồi. Được. Anh Tú rửa em trắng. Tao trắng mày rửa. Anh rửa em trắng. Tao trắng mày rửa. Anh rửa em trắng. Được rồi, tao trắng mày rửa. Rồi ok, xong. Không được. Xong. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một comment này, một subscribe. Yeah.